Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay là cái ngày 12 tháng 6 âm lịch năm Giáp Thìn. Trước hết xin chúc tất cả các bạn. Hôm nay cái tiêu đề của tôi muốn gửi đến tất cả các bạn là mình chăm sóc những cái ngọn, cái đọt đó các bạn, của cây mai nó phát triển sau khi mình đã sạc tàn, sửa tán cho cây mai. Thì mình thấy nè các bạn, sau khi mình sạc tàn nè thì những cái phần ngọn này nè, ngọn đọt non á của cây mai nó ra, các bạn thấy nè, nó ra. Thì cái phần này nó rất là quan trọng. Tại sao vậy? Mình phải chăm sóc cẩn thận nó, là bởi vì nó sẽ tạo nút, tạo gạo trong những cái phần này. Nên mình chăm sóc rất là đặc biệt cho nó, đừng để cho nó bị sự cố gì hết. Thì trước hết mình xem coi nó phát triển như thế nào. Và cái nút cái gạo tôi đã nói rồi, các bạn thấy là khi mình cắt nè, cắt cái đọt này đúng không, thì những bộ phận này nó sẽ ra nè, các bạn thấy này, cắt nó sẽ đâm ra những cái này đây, mình xem á. Thì những cái nách này nè, những cái kim, cái nút nó sẽ ra những cái đọt ngọn này, và cái nút mai nó sẽ hình thành ở trong cái này nè, sau này nó sẽ hình thành trong này. Còn toàn bộ những cái phần này còn lại là nó không xài được. Các bạn có đồng tình không? Nó không xài được là nó sẽ ra những cái phần này. Và những cái phần này nó lớn lên. Từ đây là bữa nay là 12 tháng 6 rồi. Rằm tháng 7, rằm tháng 8, bắt đầu rằm tháng 7 thì nó đã có một số phần quả màu quà. Do vậy nên tôi chia sẻ các bạn, để mình chăm sóc những cái ngọn này nó đặc biệt hơn. Tại vì trước đó, từ khi mình ăn Tết xong tới hiện nay là cái phần đó dù nó có kéo đọt hay là nó xê dịch chút đỉnh không ăn thua gì hết. Và bắt đầu từ cái thời điểm mà cái ngọn này nó phát triển, đây, cái này rõ này, các bạn thấy không, cắt đây, phát triển đây, thì nó sẽ làm đặt cho cây mai mình. Và những cái phần này, cái nút, cái gạo từ tháng rằm tháng 6, rằm tháng 7, rằm tháng 8, từ rằm tháng 7 đổ lên thì nó có sẽ một số mầm qua rồi. Nó hình thành, nó ra nút thì nó gọi là phân quá mầm qua. Do vậy nên tôi chia sẻ các bạn là mình chăm sóc cho nó kỹ lưỡng. Và những cái ngọn này nó ra dài thì mình có quyền mình ngắt, đúng không? Nè, các bạn thấy nè, thì toàn bộ y như cái lời tôi nói. Và cái cây này nè, như các bạn thấy cây này phải không, đây tới Tết nó còn ra khoảng, tôi độ khoảng chừng 2 tấc rưỡi tới 3 tấc là nó ra những cái ngọn này, nó phóng ra, thấy ớn không, nó phóng ra. Thành ra nó không phải từ ở đó về vô trong. Khi mình cắt xong nó có dồn nhựa tạo một số nút gạo cho một sự cố gì đó, nó không ăn thua gì hết. Nó sẽ nở bông sớm, có một số nó nở bông trong cái giai đoạn từ cái mặt này trở vô trong cái lá già đó, những cái mắt ngủ á, thì nó sẽ phát triển ra tháng 10, nó sẽ nở ra một số không ăn thua hết. Mình xài từ cái giai đoạn này nè, nó kéo ra, nó phát tán ngọn ra khoảng 3 tấc nữa, như cây mai này tất cả luôn, những cây mai này, nó ra 3 tấc nữa. Cây mai này Tết nó rất là lớn, do đó cái thứ nhất là cái gì, nước, cho kỹ cái vấn đề nước, đừng cho nó gặp bất kỳ một sự cố nào hết, thì Tết các bạn sẽ có cây mai một số bông tương đối để mình chơi cây mai. Thứ nhất, nước. Tháng này là mùa mưa, trời âm u, mùa mưa thì mình không nói đi, nhưng các bạn để ý đừng cho bị thiếu nước đây tới Tết luôn. Bây giờ mưa, các bạn ý y, nhiều khi ổng mưa xong ổng nắng lại 3-4 ngày ổng mưa lại thì các bạn không tưới, thì các bạn nó hơi thiếu nước từ từ, thì nó hình thành cái mầm, cái nút, cái gạo rất là nhanh. Thứ nhất là nước, mình không nói nữa, mỗi người phải biết cái chậu nước của mình. Thứ hai,
là gì các bạn? Như tôi đã chia sẻ rồi, nấm hồng. Tôi thấy trong cái cây mai tôi, cái thời tiết này nó âm u và nó cái độ ẩm nó cao, nó dễ bị nấm hồng. Thôi thì bây giờ vậy, có không có thì các bạn cũng nên xịt cốc 85. Các bạn ở trong đó nó có cái liều thuốc để mà xịt, cái liều thuốc á các bạn, cái liều hay liều lượng ha, thì các bạn cứ xịt đại đi, tức là xịt từ ở trong gốc này nè, các bạn xịt dài lên ở trong lòng rồi phủ lên lá luôn, đọt non không sao hết. Thôi ngừa đi các bạn, cây mai nó phải khó chút. Thứ hai mình đi qua đây luôn các bạn, là cái gì các bạn? Bây giờ nước nè, nấm hồng phải xịt, nuôi cây mai phải xịt, dù tốn kém cũng phải xịt. Thứ hai là gì? Bọ trĩ. Con bọ trĩ nó sẽ làm cho cây mai của mình, đúng không? Nó ăn cái đầu ngọn của cây mai của mình và cây mai của mình nó sẽ suy luôn, nó bị suy dần và nó rút nhựa, nó làm cho những cái mắt lá hồi nãy á, mình chia sẻ á, cái mắt lá nó phát triển á, nó sẽ bị cùi đi, nó rất là nguy hiểm và nó không phát tán tơ lợi con bọ trĩ. Sâu, các bạn thấy không, những cái nút cái gạo, cái phần ngọn ở trong nó phát triển này nè, cái này nó phát triển cũng hình thành đây nè, này nè. Nếu sâu nó ăn thì nó cùi đi, rồi nó ra thì cây mai của mình nó sẽ thất thoát hết trong cái ngày bông. Rồi như vậy thì cái gì? Sâu, bọ trĩ, nấm hồng và nước mình phải trị để Tết mình có một số bông chơi. Cây mai chơi nó phải cực khổ vậy đó. Nếu mình không lăn lóc với nó, mình không có đam mê, thì cây mai của mình Tết nó vẫn có bông chứ không phải không có. Nhưng mà nó lưa thưa, nó không có như ý mình được, đúng không các bạn? Như vậy thì cái gì? Nhất là cái nấm hồng. Thôi bây giờ các bạn cứ mua các nấm hồng trị đi. Tại vì cái nấm hồng nó cao quá các bạn không biết được. Cũng như tôi chia sẻ cái clip trước, các bạn xem lại cái clip trước, cái nấm hồng nó ăn ở trong cái cành, nó nằm ở trên mình không thấy, nó có thể quỷ một cái cành luôn mà mình không biết. Cái cây mình nó đang khỏe mạnh, rồi tự nhiên nó chết một cái phần, một cái nhánh nào đó thì mình không biết, thì mình cho là tại sao cây mai tôi lại quỷ cành mà mình không biết lý do. Là cái nguyên nhân mà mình sơ ý, cây mai vẫn khỏe mạnh nhưng nó bị nấm hồng nó ăn, nó làm cái lớp da đó nó bị chết đi, nó khô cành luôn. Thì sao? Nó sẽ chết cành, chết nhánh, nó quỷ cành. Đó là những cái điều kiện mà tôi chia sẻ các bạn nên nhớ cẩn thận. Từ đây về sau, từ đây tới tháng 8 là bắt đầu phân hóa mầm hoa, do đó những cái đọt non mà tôi vừa chia sẻ các bạn nên cẩn thận, phải không? Mình chăm sóc cho kỹ lưỡng, không để cho nó cất kỳ sự cố nào hết. Và cây mai, những cây mai này là các bạn cứ yên tâm, nó còn ra ba tấc. Từ ở trong này tôi nhắc lại cho các bạn yên tâm nè, từ ở đây nó trở vô không ăn thua gì hết. Những cái lá già nó có thể ngậm một số nút gạo, tức là gọi là cái mắt ngủ á, tới tháng 10, tháng 11 nó sẽ ra, nó nở một mới. Năm nào cây nào cũng bị hết, nhưng không có đáng kể. Và mình lấy từ cái đọt này, cái gọn non này nè, ngọn này nè, cây mai nó sẽ hình thành nút cái gạo trong cái ngọn này nè. Còn những cái cây mà nó không có cái nút cái gạo rồi thì nó không bao giờ có nữa, đúng không? Và cái này nó còn ra ba tấc thì mình xài dư sức rồi. Nhiều khi á, các bạn không để ý, mình thấy cây mai như vậy không thấy gì hết, rồi tới tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 tự nhiên nút cái gạo đâu mà lên đù. Rồi đó là mình, cái tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay: chăm sóc cẩn thận đối với những đọt cây mai mới ra sau khi mình sạc tàn sửa tán, thì những cái điều kiện tôi đưa ra. Và ở trên thường xuyên mình xịt cái gì các bạn? Pha trong cái thuốc trừ sâu
đó là thuốc bỏ trĩ, mình xịt phân bón lá trung vi lượng thường xuyên, có thể một cử thuốc, tại vì một tuần xịt một lần thì tức là một cử, mình ngưng một cử, mình pha một cử, ngưng một cử, pha một cử, và phân mình rải 16 16 8 hoặc 20 20 15. 1 rằm lấy rằm và 30 làm lấy hai cái định kỳ cho cây mai. 1 kỳ mình rải hữu cơ là phân gà nén, phân bò, phân bánh dầu, phân chim vân vân, và 15 ngày mình rải 16 8 hoặc 20 15. Đó là đúng cái chu kỳ như tôi đã chia sẻ rồi, thì Tết nay mình có phòng trời. Đó là cái tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Và có cái này, khi hiện nay tình hình kinh tế khó khăn, cây mai hình như nó đứng lại hết toàn bộ. Rồi, cái clip trước tôi có chia sẻ cái phần nấm hồng, thì có các bạn chia sẻ như vậy. Mình chơi mai mình phải có cái đam mê, phải không? Các bạn thấy có bạn chia sẻ rồi, thôi bây giờ đừng nuôi gì hết, nó quá cực. Bây giờ Tết cứ ra chợ mua một vài cây mai rài á, cây mai tức là cây mai bầu á, mà các miền ngoài người ta Tết người ta hay bứng bán, chơi xong Tết rồi dục bỏ, năm tới mua cây khác là chắc ăn. Xịt thuốc nó ô nhiễm môi trường và nó hại cho sức khỏe. Rồi bây giờ á, là đi theo dõi cái phân, cái thuốc, cái bệnh, cái quạng nó quá nhiều. Mà thật sự nó vậy các bạn. Nhưng tôi nói các bạn, cây mai mình phải có cái đam mê, thấy không? Chính mình nuôi cây mai, Tết nó có bông, mình thưởng thức. Và những cái thành quả mà mình đã chăm sóc nguyên năm, ngày Tết chỉ có 3 ngày Tết, thì cây mai khi nó phát triển ra, khi cây mai nó phát triển, đúng không? Bông 50% trời, mình rất là vui. Và khi mình chăm sóc cây mai ở tại nhà, có một vài chậu mai, cây mai nó phát triển tốt, lá xanh dày, và mình phải chịu cực, có cực thì mới có giá trị. Thì có, đó là cái niềm đam mê của những anh em chơi mai. Thì mình phải chịu các bạn ơi, chứ giờ á, những cây kiểng khác, những cái bonsai nó có những cái dạng cây thôi, người ta cũng đam mê, người ta chơi, đúng không? Thì bây giờ mình, nếu mình muốn chấp nhận thì phải có cái đam mê, và phải đầu tư, và phải chấp nhận làm nông nghiệp thì phải chấp nhận cái thuốc trừ sâu, thuốc trừ bọ trĩ và cái bệnh hoạn của cái cây. Một lần nữa để kết thúc, cây mai nó càng khó thì cái giá trị nó càng cao. Đó là tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.